Thường xuyên khảo sát nắm chắc nguồn kết nạp đảng từ cơ sở, thành lập các tổ vận động tại các địa phương, chi đảng bộ trực thuộc và tập trung phát triển đảng viên, tổ chức đảng một cách toàn diện, trong đó chú trọng ở khu vực nông thôn, đơn vị kinh tế tư nhân, học sinh các trường trung học phổ thông là những cách làm của huyện ủy Kim Động hiện nay để khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên tại đây. 32 em học sinh có học lực giỏi hoặc đạt các giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia và tích cực năng nổ trong các hoạt động của nhà trường đã được trường Trung học phổ thông Đức Hợp rà soát và giới thiệu nguồn kết nạp đảng. Tháng 1 vừa qua, các em đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Dưới sự hướng dẫn của đảng ủy cấp trên, đây là năm đầu tiên nhà trường thực hiện phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo nguồn kết nạp đảng đối với nguồn là các em học sinh. Sau quá trình rèn luyện thì em đã được nhà trường lựa chọn để đi học ở lớp kiểm tình đảng. Sau khi học thì em sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để có thể sớm đứng ở trong hàng ngũ của đảng. Thì chi bộ chúng tôi cũng linh hoạt hơn trong cái công tác phát triển tạo nguồn để kết nạp đảng bằng cách là quan tâm đến cả các em học sinh ở khối 12, những học sinh mà đến khi mà kết thúc năm học đủ tuổi để có thể kết nạp được. Đảng bộ xã Song Mai hiện có 320 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc. Năm 2023, xã không hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên cấp trên giao do khó khăn cho công tác rà soát, tạo nguồn kết nạp. Khắc phục tồn tại này, ngay từ những tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã quyết liệt vào cuộc trong khảo sát, huy động sự tích cực chủ động của mỗi chi bộ đảng viên và các hội, đoàn thể để giới thiệu, thu hút và tạo điều kiện để quần chúng ưu tú được kết nạp đảng. Sau quá trình học tập thì em quay trở về địa phương để công tác và được sự động viên, ủng hộ của chi bộ địa cơ sở địa phương thì em cũng có nhận thức đó là mong muốn mình học tập cố gắng để phấn đấu sớm để trở thành một đảng viên. Mỗi một địa phương, mỗi một thôn có một cái khác nhau. Thế do vậy là chúng tôi cũng tìm những người mà có tâm huyết và có cái trách nhiệm để về cùng với chi bộ để thực hiện. Kết quả đạt được thì cũng đã có những chuyển biến. Đợt 1 là năm 2024 thì chúng tôi cũng đã có 14 cháu đã đi học cái lớp nhận thức về đảng. Hiện nay, Đảng bộ huyện Kim Động có trên 6.400 đảng viên sinh hoạt ở 41 chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Điểm mới trong triển khai thực hiện tại huyện ủy Kim Động năm 2024 đó là tạo điều kiện mở các lớp bồi dưỡng vào các ngày nghỉ cho quần chúng là học sinh, công nhân, thành lập các tổ vận động phát triển đảng viên ở các xã thị trấn, tích cực khảo sát nguồn kết nạp tại các công ty, doanh nghiệp, đơn vị kinh tế tư nhân. Qua đó, hướng đến mục tiêu khắc phục được những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên của huyện những năm qua, phấn đấu đạt chỉ tiêu tỉnh giao năm 2024.